Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Quỳnh Tấn Phát, quận 7, để tiếp nối hành trình ngày hôm nay ở khu vực quận 7 đi về quận 4. Thì hôm nay thể theo lời yêu cầu của anh chị thì em sẽ đi về một cái con đường ở bên quận 4, đó là đường Nguyễn Thần Hiến. Thì để đi đến con đường này, chúng ta sẽ đi từ đây và đi qua cái cầu Tân Thuận 1. Sau lưng chúng ta đó là Nhà Bè, và trước mặt chúng ta đó là cầu Tân Thuận 1. Nơi đây có những cái đường bên tay phải để đi đến cảng Sài Gòn đó, nên mình nhìn thấy rất là nhiều container và những cái xe tải. Thì trước mặt chúng ta đó là quán cơm Bồ Đề 8.000, 8.000 một phần, hủ tiếu thì 10.000, bún riêu 10.000, cà ri 10.000, một phần ăn chỉ có 10.000, rất là phù hợp với các công nhân ở đây, rất là dễ sống ha, ở đây rất là rẻ. Rồi chúng ta sẽ đi nha, mình sẽ đi một đoạn đường Quỳnh Tấn Phát này, rồi lên cây cầu Tân Thuận 1, cái cầu cũ đó. Tại vì ngày nay có cây cầu mới là Tân Thuận 2, theo hướng bên quận 4 qua quận 7. Thì qua cầu Tân Thuận chúng ta sẽ có một cái ngã rẽ bên tay phải và bọc xuống dưới chân cầu. Cầu đây container ghê quá. Một cái video không kém phần nguy hiểm. Thì hôm nay sẵn trên đường đi công việc ở quận 7 về thì sực nhớ tới các anh chị và các bạn, thì em gắn camera lên và tiếp tục hành trình khám phá Sài Gòn, đi về những cái địa điểm xưa của các anh chị. Thì thành cái thói quen rồi, đi đâu cũng quay phim, đi đâu cũng chia sẻ để bà con khi mà mở tivi lên hoặc mở điện thoại lên xem chơi cho nó vui mà, để xem Sài Gòn bữa nay như thế nào, có cái gì mới, có cái gì lạ. Đối với con đường Quỳnh Tấn Phát này, cái mới cái lạ đó chính là những cái hạ tầng ở đây, mặt đường ở đây và nhà cửa ở đây rất là khang trang, không còn ổ gà ổ voi, không còn cảnh ngập lụt nữa. Chúng ta chạy tới tí nữa là sẽ cuối đường là sẽ đến cái đường cặp cái dòng kênh tẻ, đó là đường Trần Xuân Soạn. Thì chúng ta sẽ quẹo trái nha, chúng ta không có đi tới cuối đường, chúng ta sẽ quẹo trái để lên cầu kênh tẻ, cầu Tân Thuận. Đây người ta bán motor bơm nước đó, người ta để nước để bơm thử. Sài Gòn bây giờ là 5 giờ chiều, trời hôm nay chuẩn bị mưa, mới vừa mưa xong luôn, mới vừa mưa ở cái đoạn quận 7 Nhà Bè đó, mưa quá trời mưa. Nhưng mà qua bên đây thì không có mưa, khô queo. Ở đây có cơm tấm bà Hai, đông quá. Cơm tấm bà Hai, để hôm nào có dịp qua đây thử. Hay cơm tấm nướng sườn hấp dẫn, bánh cuốn 15.000. Rồi chúng ta quẹo quẹo trái nha, xe đông quá. Ở đây thì mình không có thể nào chạy nhanh, chạy chậm được anh chị bạn. Chạy chậm thì người sau sẽ rất là khó chịu, tự vì xe đông mà. Nên video hơi nhanh các anh chị bạn thông cảm nha. Chúng ta bắt đầu lên cây cầu, mình chạy sát bên trong lệ luôn nè. Ở đây có cái chùa Thiên Ân Tự. Bắt đầu chúng ta đi lên cầu, và hai bên cầu cũng có những cái nhà tạm tạm, nhà tôn rất là nhiều ở khu vực này. Hình ảnh cái cầu này cũng giống như ngày xưa ha, nhưng mà ngày nay
đã nâng cấp sửa chữa lại hơi khác một tí à. Có những cái vòng sắt này là như hồi xưa nè. Hồi xưa thì cầu này với lại cầu sắt thôi. Nhưng mà sau này thì do hơi quá tải nên phát sinh thêm cây cầu bên tay trái là cầu Tân Thuận 2. Rồi bây giờ chúng ta đi xuống xuống dốc cầu này và mình quẹo phải nha. Con đường này nếu mà các anh chị ở xa thì chắc có lẽ là ít người biết đến con đường này lắm, tại vì con đường này ít nghe nói đến, tại vì nó cũng là con đường nhỏ thôi. Em cũng lần đầu đi vô con đường này luôn á, nhờ cô chú anh chị không mình em mới biết được cái con đường này. Thông qua đây em cũng xin gửi lời cảm ơn đến cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng quan tâm đến video và luôn nhận xét nhiệt tình. Mình sẽ quẹo phải nha, nếu mà đi thẳng lúc nãy mình sẽ đi đến đường Nguyễn Tất Thành, ngày xưa là Trịnh Minh Thế, đi thẳng đến bến Bạch Đằng luôn. Và chúng ta quẹo phải đi cái đường nhỏ này nè, vòng dưới chân cầu. Phía trước mặt mình đó là cái tòa nhà 81 tầng Landmark ha. Và bên tay trái là những cái bến cảng. Ở đây cảng Sài Gòn. Mình bọc qua bên phải này. Ở đây như cái vòng cung này đó. Ở đây do là bến cảng nên không có nhiều cái nhà, toàn là những cơ quan bến cảng thôi. Cảng Sài Gòn, câu lạc bộ cầu lông. Đó, bên kia chúng ta nhìn thấy có những cái cần cẩu đang làm, đó là họ đang làm một cái có lẽ là cây cầu hay sao á, hay là cái đập chống ngập gì đó ở bên dòng kênh Tẻ. Thẳng hướng này mình sẽ đi đến cái con đường Nguyễn định quên tên nữa. Trên phía trên đó là cầu Tân Thuận. Bên kia là cầu Tân Thuận 2. Các anh chị bạn thông cảm, lần đầu tiên em nghe cái tên đường này luôn nên thành ra nó hơi lộng cộng cái tên. Nếu mà cô chú anh chị và các bạn có giống cái trường hợp của em thì cho em xin cái comment nha. Đây là đường Trương Đình Hợi, qua đây là đường Tôn Thất Thuyết rồi nè. Nãy mình đi dưới chân cầu là Trương Đình Hợi đó, một đoạn nhỏ thôi. Ở dưới chân cầu này có một cái chung cư Riva Park, và phía trước chung cư có một cái công viên. Đây chung cư đây cho các anh chị bạn xem nha, ngày xưa thì không có đâu ha, chỉ ngày nay mới có thôi. Và con đường chúng nữa chúng ta sẽ đi nằm ở phía trước đây, ngay những cái trụ điện phía dưới cây cầu, và có cái công viên. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục nha. Buổi chiều chiều ở đây cũng rất là mát, cây cối rất là nhiều, rất là dễ chịu, rất là phù hợp để mình tập thể dục. Và con đường của chúng ta ở bên tay trái, mình sẽ quẹo qua bên trái nha. Quẹo qua bên trái. Và trước mặt chúng ta đó là cái đường Nguyễn Tất Thành, ngày xưa là Trịnh Minh Thế, Nguyễn Thần Hiến, bên tay trái chúng ta đây, ngay cái vị trí này, chúng ta sẽ đi
đi vô, bắt đầu là cơ quan phòng cháy chữa cháy Tiến Dũng, rồi bên tay phải là đường Đoàn Văn Bơ, chợ Cầu Cống. Thì em bữa em có thực hiện cái video chợ Cầu Cống rồi ha, thì các bạn có thể xem lại. Và cái con đường này cũng ngắn thôi, khoảng chừng 1 km, đi thẳng thì chúng ta sẽ đến cái đường Tôn Thất Thuyết. Ở đây thì rất là nhiều nhà mới, Nguyễn Thần Hiến. Theo quan sát thì con đường này cũng cũng sum tụ, cũng đông đúc với những cái hàng quán ăn uống. Thì quận tư thì đâu cũng là ăn uống ha. Mình đi ngang thấy súp cua Tài, ở đây có cái trường trung học cơ sở Khánh Hội bên tay trái chúng ta. Đối với ngày xưa chắc có lẽ con đường này rất là nhỏ, sau này thì mới làm lại nè, và làm cái vỉa hè lại nè. Đi cũng hết gần nửa con đường rồi. Ở đây bán đồ ăn rất là nhiều luôn ha, pha lấu, bánh mì, rồi phở, hủ tiếu, súp cua. Không biết là nhà của anh chị là nhà nào ha. Đây là A117 nè. Rồi A125, rồi B150, B156. Phía trước chúng ta đó là cái đường Tôn Thất Thuyết, và có một cái công ty của nước Aqua, công ty của kho của cảng 25. Rồi chúng ta ra đây là đường Tôn Thất Thuyết, bến tàu đi Phú Quốc, cảng 25 bít, A5. Bên tay trái chúng ta có rất là nhiều nhà kho nè, nhà cảng. Cặp theo mé sông này thì bữa em có thực hiện cái video đi bộ ở trên cái khúc đầu đường trên kia. Hôm nay mình đi khúc đầu đường này ha. Rồi một số hình ảnh ở cái con đường Nguyễn Thần Hiến gửi đến anh chị và các bạn. Đặc biệt em gửi đến anh Sony Nguyễn, hy vọng là thông qua video anh có thể nhìn lại con đường của chúng ta và cập nhật số hình ảnh về Sài Gòn quận tư ngày nay. Rồi bây giờ thì em xin chào và hẹn lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ dừng lại đây, tại đây là công viên nhỏ nhỏ ở số này 65 Tôn Thất Thuyết. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.